Hôm nay là đầu tháng 10, 1 tháng 10, hai chị này có vẻ ế xô, thấy không? Ế xô cho nên đi về Đồng Tháp. Mà mục đích về Đồng Tháp là gì chị nhất nói đi. Ăn tân gia của nhà Hà Chí Quang. Tổ ấm hạnh phúc của Hà Chí Quang cái thành đoàn. Gia đình Hà Chí Quang. Và có rất nhiều nghệ sĩ xuống dưới tham dự nha. Mà nghe đồn mà có Minh Nhí nè, có Thanh Hằng nè, có Vũ Mà Luân trước nè. Mắt là thấy Thanh Bạch rồi. Trước mắt là tụi tôi đã thấy hết tận hồ Bích Trâm rồi, hồ Bích Trâm rồi. Dạ, và điều trước mắt nữa là chúng tôi cũng đã mua một gói vé số rồi, ủng hộ hôm nay ế xô đi mua vé số đi xuống ăn tân gia. Ê kỳ bụng, đi ăn tân gia vậy mình có đưa tiền không? Hả, quên vụ này hả? Hả, thôi tặng vé số rồi đi, chú 1 tỷ, cái tự nhiên mình đem 1 tỷ mình cho nó chú. Không quên nữa. Ê như vậy ý tân gia để mời thấy đi gì ta, quên nữa. Đi tân gia là phải suy nghĩ kỹ nha, vậy thì từ giờ cho đến chiều khi Phụng với Phương Du phải để suy nghĩ nghĩ ra đây, cho một là phải cho cái gì cho cái tổ ấm hạnh phúc của Hà Chí Quang nha. Thì xuống như coi nó thiếu gì mà nó buồn, xuống nhà nó đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Mình đồn nhà nó giàu ghê lắm, mới cho gì đây ha. Thôi bây giờ ăn cơm đi rồi mình có thực mới giật được đạo nha. Xin mời quý vị hóng tiếp theo cái hành trình mà Phương Dung với Phi Phụng mà đi về ăn tân gia tổ ấm Đồng hạnh Tháp, phúc của Hà Đồng Chí Quang ở Đồng Tháp, Thanh Bình Đồng Tháp nha. Rồi cái chỗ đó là tên Thanh Bình hả? Thanh Bình Đồng Tháp rồi. Chào, rồi xong tiền ha, tiền đi. Ê, phải phải tính tiền, tao đi toilet hả? Đi toilet hả? Ở vậy mày thôi mày kêu tính tiền đi nha, tao đi toilet luôn. Ở trước kỳ á. Cái nãy mày kêu tính tiền tao đi. Sao vậy? Nè, tài xế bị cảnh quá. Tài xế mà đeo vàng để cho nó. Nó đeo một cây vàng đấy chị, một bên 5 chỉ, 5 chỉ đó à. Hèn chi đã thấy bà đá chân tôi. Không, là để nó bỏ tiền, nó giàu mà. Không phải nó trả không hết, là nó đợi tôi bà ra nó trả, bà nghĩ làm sao vậy bà Phụng? Nó giàu chứ. Thôi bây giờ đi vô tiểu thì là hên xui ha. Nó chưa bao giờ nó bao em cái gì hết nha Phi Phụng. Chị à, tại vì nhìn chung là chủ nhân của nó. Bây giờ nó khá hơn em, bây giờ nó khá hơn em. Nó nãy tao nói chưa bao giờ thấy mà tài xế mình cho chủ nhân mượn mấy chục triệu mà họ không muốn bao nhiêu. Trời ơi, chảnh chưa? Tài xế mà vậy đó. Để lát coi nó có trả tiền không ha. Tiền cho thêm. Đúng rồi, 295 ngàn. Rồi vậy hả, chị Phụng lấy tiền ta trả đi. Cảm ơn em ba. Kỳ vậy? Sao kỳ? Tài xế mà. Tài xế chứ mày về mày đi. Nè, đó, tài xế của tôi nè. Đó, đây nè. Một bên này nó tám cây, một bên này 9 cây nè. Đó. Ủa mày tài xế không biết bao tao mày. Đời còn không tao bao mày không. Đi tỉnh là tiền này còn tiền tỉnh nữa, bây giờ sao giờ có bao không? Vậy đi. Vậy đi là sao? Xu đi. Giờ bao không? Thôi xu đi. Giờ bao không? Bao. Vậy là mình sai lầm với chị Phi Phụng. Vậy mà hồi nãy chị nói em nói bậy rồi. Dung nói bậy rồi, nó thấy không, tài xế Dung còn giàu, Dung đeo nhẫn quá. Tao nói nó chưa bao em gì hết chị Phụng, còn em bao nó mà bây giờ nó bao. Có ép quá không chị Phụng? Có ép không? Kệ đi, không có tầm tài xế rồi mà nó mang vàng mà 8 cây vàng mà vô một ngón tay của nó hết đó. Đó. Rồi xong. Hai bên đi. Trời ơi, bà nổ chơi nó que nó kìa, trời ơi trời. Mày chi vậy? Rồi xong, có 290 ngàn chứ chị Phi Phụng rồi thôi đi. Đi đâu vậy? Đi vô nhà Hà Chí Quang từng gia nghe nó rộng lắm. Ê, bự lắm, có hồ bơi đồ nữa. Tôi thấy bự lắm mà giờ tôi đứng này trời ơi. Đồng không mong quạnh vậy? Phải rồi đó má. Đúng không vậy Thiên? Anh là gì chổng vô nhà Hà Chí Quang. Ấy rồi mà chạy tới thì dây đất vô rồi thả người hả chạy ra nha. Nghe rần rần rồi đó. Mày ngó cái gì, bác tao mở cửa xe cho mày ngó. Đây nè. Không phải chỉ chứ mà. Trời ơi đúng rồi chị ơi. Thôi ơi, nghe nhạc đó nhưng mà chưa thấy cái tòa lâu đài. Cái đường nhỏ xíu như vậy nè đó mà có một cái biệt thự hồ bơi cổng là tòa lâu đài. Tòa lâu đài. Đúng là túp lều lý tưởng nha, chính xác. Đây về đến nhà của Hồ Chí Quang. Cảm ơn chị. Với thành đoàn Hà Chí Quang với thành đoàn là đây hình như đây nè, có chừng nghe phải đây không? Xe nó kêu về xe vô. Mày phải để cho tụi tao vô chứ. Đây nè, tới rồi nè. Đó, tới rồi nè. Được, có nhà mình được rồi. Hãy subscribe.
Phi Phụng với lại thì chị em tóc này mấy mềm nhiều mình không em thấy mấy cái thích chị chứ. Ủa em mới vừa đánh cái gì trên mặt vậy? Không phải lỗi ơi, ấy bữa nay mới thấy con học ra mới mới đầy thôi không con má quay con chứ thôi không nữa ơi, bữa nay 7 tháng rồi má ơi mới ra chơi lẹ lắm bữa nay mình hơn rồi. Cái mà bắt cho em mập lên là sao Trâm? Ủa ta có bầu mà giống gì thì đó Trâm có 7 tháng rồi. Bởi vì nhiều người coi YouTube không biết cái đấy chứ sao bữa nay tập đây cũng Trâm nó sồ vậy, con người ta có bầu trời ơi. Cái bà 7 tháng rồi, vô má ơi. Sophie hả? Sophie hả? Quá nè. Rồi đây là một cái gì người ta gọi cái công đoạn không thể. Quá trời rồi. Má đừng có vòng vòng đi đâu mà có vòng vòng vậy đó. Dạ. Ủa anh có vòng vòng vậy? Trâm ơi, Trâm đưa má lên phòng đi Trâm. Ờ trời ơi, nhà đẹp quá rồi nha. Má vuông nó vuông. Ủa không không, bây giờ cho con hỏi rồi bây giờ mày với hai chú Quang ở ở đây luôn hay sao? Dạ không, cái bà này con ở. Ở cái đây buồn nữa thôi. Đây nhà cái đây buồn mấy con. Dạ chào. Đâu? Vậy phải không? Má quá kìa. Đẹp quá. Nè. Chào, tên đẹp ghê chưa? Giống như má giống mẹ này đẹp đáng quá. Bây giờ nhỏ tuổi mà bằng tuổi chị mấy tuổi? 63 tuổi. 63 tuổi lớn tôi rồi. Lớn tôi rồi. Bằng phụ. Lớn hơn vậy hả? Trời má qua đẹp quá, thân thích em hoài. Dậu nè, dậu đó, dậu. Ê, gì? Ô má muốn hỏi con con. Má muốn cái gì? Bữa nay ốm rồi nè. Dạ. Bữa nay ốm rồi nè. Bữa nay con xuống 10kg rồi mà. Tại sao lý do gì xuống đẹp vậy, lẹ vậy? Con phải đi quay chứ nguyên năm nay người ta mời phim con không dám nhận. Bữa nay ok luôn. Bữa nay chuẩn rồi. Được rồi, má cũng mừng là bữa nay con xuống rồi. Ai vậy? Con Ly Na Tra bữa nay gọn quá rồi. Đó, mặc đồ vô thấy gọn liền. Đẹp, bữa nay không, bữa nay con ốm. Bữa nay con ốm. Nhưng mà con phải xuống 5kg nữa. Tao nói đúng nó rồi. Tao nói là quay giống như đám cưới, nó sang năm mới đám cưới hoành tráng. Trời ơi, còn nữa hả? Còn hoành tráng nữa hả? Đám cưới rồi, thôi để hát nữa má. Trời ơi, đẹp quá Quang ơi. Thằng đoàn nãy nó giờ nó nhỏ xíu thì tao nhớ trong trong đây nó đâu có nhỏ vậy mà nay gặp bạn nhỏ xíu à. Nó nhỏ xíu à. Ừ. Ủa con cơ chơi gì hai lấy ly nước đi. Ờ rồi, ơi, đây là tổ ấm này Chị Phụng. Chị Phụng đó đẹp ghê chưa? Đâu rồi má ơi. Cho con phải xin vía má. Ờ để đây đi con. Thôi. Mình làm gì làm biển mình vui, mình hạnh phúc là quá ok rồi. Đó để cho bà đó đó. Nè đừng có gọi điện cho má thường xuyên nữa nha. Tao không thấy gọi là tao cũng mừng. Đẹp quá luôn quá. Ủa cái này là đó mình về mình xây lại hả? Đâu. Xây hết luôn. Rồi. Đâu có cái này là khao cá được luôn. Trời ơi vậy đó hả? Cái này là cái bàn này là tối rồi là đèn đẹp lắm. Nè cái hồ bơi này chị Phụng. Ê mấy này đẹp quá ha. Đẹp quá. Nhà hai chú Quang rất là đẹp nha. Cuối năm nay tụi con đang lên để xây xin giấy phép xây cái. Là tổ chức đó đi. Dạ. Tổ chức đó hả? Dạ. Chào bà. Chào con. Trời mày kêu tới tầm bà mày. Đúng rồi, kêu con là ba mà. Vậy hả? Kêu lần ba kêu con má. Ủa đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây là phòng ai? Đó phòng tụi con đó, cái này có toilet. Dạ, toilet bự. Cái này phòng đồ nè. Ủa? Phòng đồ nhưng mà tại vì đang cúp điện, đang bị trục trặc điện lực nó. Ờ, ủa sao dưới kia nó nhạc rần rần mà cúp điện. Cái phòng này là cái phòng quần áo. Dạ quần áo. Ủa. Đưa tới đây là hết quần áo không à? Trời đất ơi. Quần áo hết đầy hết. À trời quá đất. Qua cái quần áo là cái toilet. Đâu có toilet nè. Đây, đây chị bộ toilet là phóng qua thay đồ, phóng qua rồi có xuyên xuống ở bên kia không? Không. Không, đây đây tắm ở đây. Nhưng mà ở ngoài không thấy, ở ngoài chứ. Mới vô đây luôn đâu sao đâu. Vô đây làm gì? Thanh Nhí nè. Ai? Thanh Nhí. Thanh Nhí tao không biết. Hot TikToker. Con là hot TikToker hả? Má không biết. Dạ má. Chừng nào con hot cho TikToker đi. Dạ. Má không cho TikTok con có biết. Dạ con biết. TikToker là TikTok á. Dạ má. Cái view đẹp không? Đẹp. Cái này, cái này trồng cái gì á? Cái xoài đó, ăn xoài không? Xoài ai chua. Mày nói xoài. Nghe nè, mai mốt xong rồi ai ở đây? Ba mẹ thôi, tụi con là một tuần có ở đây, tuần ở trên Sài Gòn. Ba mẹ của ông Đoàn. Dạ. Ba mẹ con là... Ba mẹ con là tụi con chuẩn bị xây một cái nhà trên Sài Gòn á. Ờ. Là thì ủa ba, ba mẹ đó ở bển hả? Ba mẹ có ở đây luôn. Ở hồi Sài nào, Gòn. Chứ hồi nào cũng có ở bển không? Dạ, ở đây. Ồ, ở đây gió mát à.
mày đừng chào ha, nãy chào lần rồi con đó thương. Trời ơi đẹp quá à. Bao nhiêu? Tại xây đổ đất lên đâu này nọ luôn 26 tỷ hả? Trời ơi. Ra phía rồi thất luôn hả? Đồ nội thất hết luôn hả? Ra phía rồi thất luôn gì? 26 tỷ quá. Ủa bây giờ rảnh ngồi toilet tâm sự vậy hả? Ra bên giường con cũng ờ bởi vậy. Chào rồi. Ê nếu này bà tới này là bà cái gọi là bà luôn. Ờ. Mới ngồi đây đi má. Quá má. Ờ tại vì mở gió trời nè. Chừng nào mà chừng nào mà dưới có điện có báo lên đây con này bắt cửa không không cột mày lại cho ba vui quá ha. Tôi xuống mít cấp nha má. Đi đi. Ừ tao tối nằm đâu nè, tối tao nằm xếp lớp ngủ đâu nè, ấy trong phòng cho ngủ nó chỉ có mền chiếu là được rồi ha. Ok má, má ăn trái cây không cho tụi nhỏ cắt trái cây đi. Ờ đó rồi, trái cây là cái gì, trái cây gì cũng được, có lê Hàn Quốc, có nho, có hồng. Đẹp quá, giường ngủ đẹp quá. Trời má tụi em, mấy tụi con. Ê, thay đồ cũng chịu khó. Thay nguyên vàng nhạc sống luôn. Đó. Mọi người đang sửa soạn nha. Lên đây, cô cái gì? Vậy, quên, bà mình mới